Chào mừng và cảm ơn quý thính giả quay trở lại kênh nghe chuyện hay. Thưa quý thính giả, trong khung giờ đọc truyện hôm nay, Quỳnh Giao gửi tới quý thính giả một chuyện ngắn hay viết về miền núi của nhà văn Kiều Duy Khánh. Chuyện ngắn như vạt dây ngoài suối. Bây giờ mời quý thính giả cùng nghe chuyện ngắn này. Lão đĩa hổ hởi bước từng bước lên những bậc thang bóng nhãn lão bỗng giật thót đứng dứt lại ở bờ cầu thang thứ bảy đôi gà trống đem đến cúng ma nhà gái trong lần ra mắt tuột khỏi tay rơi bịch xuống chân lão thấy người buồn rùn như người đói bị sai quả vả khuôn mặt đen sạm răn reo chuyển sang màu trắng bệch nhìn không khác gì cách tờ giấy bị ngâm nước rồi đem phơi Người đứng đón lão trước cửa quản Chính là ông ta Đã mấy chục năm rồi Nhưng lão không thể nào nhầm được Cái vết sẹo kéo dài Từ gò má xuống tận dưới cằm đen sạm Nhăn nhúm Như con dếp phơi khô kia Bàn tay trái cụt mất ngón cái kia Đôi mắt sáng quắc Như mắt con chim tăng ló Mùa tìm bạn kia Làm sao mà nhầm được Lão ngã quỷ xuống bậc cầu thang Nhưng rồi lão sực tỉnh Lão nhớ hôm nay là ngày đi hỏi vợ cho con trai Vội cúi nhặt hai con gà Đứng thẳng lên Cố nhặt ra một nụ cười nhạt thoét Như âm thanh của cái khèn bè bị sập Ông nội như không biết đến cử chỉ lúng túng của khách Tươi cười giơ tay ra bắt lấy tay lão cái bắt tay lỏng huột và miễn cưỡng nhưng cũng khiến lão yên tâm hơn vội lụp cụp bước vào nhà trong cũng mấy chục năm rồi chắc ông ta không nhận ra đâu lão tự trấn an mình như vậy phải thật bình tĩnh để ông ta không nghi ngờ gì không thể để cái chuyện ngày xưa chạy về trong trí nhớ ông ta ông ta mà nhận ra lão thì cái đám cưới của thằng bệnh con trai lão sẽ hỏng mất thôi. Phía lò lía, mân mê ngắm mãi cái súng mới. Cái súng hắn vừa được á nha, thưởng cho vì năm nay ngoài cống nộp cho quan được nhiều bạc, nhiều lúa. Hắn còn thu được nhiều thịt và da thú quý trong mường, hắn cai trị đem lên biếu quan. Mường còn lò lía cai trị bạt ngàn là rừng với nhiều con thú to và hiếm. Trong mường lại nhiều tay thợ săn giỏi. Ngày nào ở các bản, những nhóm thợ săn hoặc những tay săn lẻ. Chẳng hạ vài con hươu, con hoãn, con gấu, thậm chí con hổ to hơn con trâu cày. Săn được thú quý thì cứ theo lệ mường mà làm. Con thú săn được dù to dù nhỏ cũng phải đem đến nhà lam bọn trong bản để ông ta chia phần. Cái đùi sau mà phải là cái đùi khi con thú ngã xuống, đùi chạm vào đất thì biếu á nha. Cái đùi sau không chạm đất thì biếu phìa mường, đùi trước thì biếu tạo bản. Hai đường than to thì biếu ông lam bọn có công chia. Nếu là hổ thì phải biếu quan á nha thêm bộ da Là con gấu thì biếu thêm cái mật và bốn chân Con hưu thì biếu bộ nhung Ai không theo lệ thì bị đánh mười gậy Phạt một chậu bạc đầy Cái súng á nha cho lò lía vừa to vừa nặng Những viên đạn như ngón tay vàng óng Á nha bảo súng này quan hai đem từ bên Pháp sang dù con hổ có to con gấu có lớn đến mấy cũng chỉ bán một viên là hạ gộp lò lý từ nhỏ chưa bao giờ được cầm cái súng to như thế này vì thế hôm nay ngày đẹp hắn quyết vào rừng săn thử xem cái súng này có tốt có giỏi như lời quan nói không chọn cánh rừng rậm và có nhiều thú nhất lò lý khoác súng thẳng tiến đoàn cứ mỗi tiếng súng vang lên là một con thú ngã gục. Nhìn những con thú trúng đạn, chỉ dãy được một lúc rồi nằm bất động. Lò lía thích lắm. Không ngờ súng của quan tây lại có sức mạnh như vậy. Hắn tiếp tục phát súng đi sâu vào rừng. Những con thú bị bắn chết, hắn bỏ mặc không thèm lấy. Nhà hắn ngày nào mà chẳng được tạo các bạn đem biếu thịt thú rừng chia từ đám thợ săn. Thịt ăn không hết, phải treo đời gác bếp. Thế thì hắn tội gì phải vác những con thú về cho mệt sức. Hắn lấy việc đi săn và nhìn ngắm những con thú sãi chết để làm vui thôi. Có tiếng rào rào như cây đổ phía trong rừng sâu. Từ khoảng xanh thẳm những chim cú kêu thất thanh bay vút lên, táo tác. Một mùi thum thùm chua chua như mùi cái mang tre bị thối gốc sọc đến. Cái mùi chua gắt khiến lò lía thấy lành lạnh, buôn buốt ở hai bên quai hàm. Có con hổ đang đến rồi, chỉ con hổ mới có cái mùi thế này. Lò lía bỗng thấy lạnh toát sống lưng, chân tay rủn ra, cái súng rơi bịch xuống dưới chân. Nhưng rồi hắn lại chấn tĩnh được. Hời, á nhà bảo, cái súng này mạnh lắm, con hổ to đến bấy cũng chỉ cần bắn một viên là hạ gục ngay. Thế thì việc gì hắn phải sợ? Vội cúi nhặt cái súng, nạp thêm đạn, hướng nòng về phía có tiếng cây gãy rào rào, ngày một gần, chờ đợi. Mùi chua chua thum thùm càng ngày càng đậm đặc U oam Tiếng gầm lạnh gáy vang lên Một vệt loang lộ vừa vàng vừa đen Trồm lên từ một lùm cây Lao vút về phía lò lía Đoàn đoàn Lò lía hướng nòng xuống về phía con hổ Nhắm mắt bóp cò Con hổ đang đàn lao Bỗng bị hất ngược về phía sau Đổ dầm xuống lùm cây nhưng nó lại trồm ngay sợi hai viên đạn chỉ trúng vào đùi sau bị thương con hổ càng điên tiết và hung hãn quất mạnh cái đuôi to như con chăn xuống đất lấy đà bằng tất cả sức mạnh của mình nó trồm lên lao về phía đối thủ lò lý không còn nhớ mình đang cầm trên tay cái súng tốt hắn hét lên rồi quay đầu chạy bỏ cây súng nằm lăn nóc dưới đất cái chết đang theo sát đằng sau Khiến hắn chạy nhanh phi thường Rừng nhiều cây to Từ nhỏ hắn lại được đi san cùng bố Nên có kinh nghiệm thoát thân Khi bị thú dữ đuổi Hắn cứ chạy vòng vèo Quanh những gốc cây Chứ không chạy theo đường thẳng Con hổ bị thương Thân xác nó lại cành càng Nên không thể luồn lách nhanh Qua từng gốc cây để tóm con mồi nó điên tiết đuổi theo như điên dại thi thoảng mất đà lại đâm dầm vào gốc cây Mỗi lần như thế bị đau nó càng lồng lộn điên cuồng Lấy cái nỏ và ống tên treo trên vách Nội mau mải đi vào cánh rừng mơ tươi Nơi có nhiều thú nhất Mấy hôm nay mẹ ốm Mà nhà chẳng còn gì cho mẹ ăn cả Nội phải cố săn được con thú về lấy thịt nấu cháo cho mẹ bồi dưỡng. Đi sâu vào rừng, nội ngạc nhiên vô cùng, cứ một lúc lại gặp một con thú nằm chết, máu chảy ra từ vết thương còn chưa kịp đông. Nhìn vào vết thương, rõ ràng là con thú bị trúng đạn. Nhưng ai bắn chết thú mà lại không lấy đi? Nội nhìn những con thú vẻ tiếc rẻ mà không dám nhặt về. Không phải mình bắn được mà lấy về, giường bắt tội, có khi mẹ lại ốm nạn thêm. Tròi, tròi cu! Cứu tôi! Có tiếng kêu cứu bằng tiếng Thái đầy tuyệt vọng vẳng ra từ cánh rừng trước mặt. Nội là người sinh môn, nhưng nội cũng biết nhiều tiếng Thái nội hiểu được sự hoàng sợ đến tột cùng từ tiếng kêu đứt quãng gần như hụt hơi kia vội lao nhanh về phía ấy trước mặt nội là một cảnh tượng kinh hoàng con hổ máu ướt đẫm đùi sau đang lồng lộn đuổi theo một người áo quần rách tướp con hổ thì càng ngày càng khô hãn mà kẻ bị đuổi đã gần như kiệt sức cứ chạy được vài bước lại ngã rúi rụi. Nội vội lên dây đỏ, lắp tên và hướng về con hổ. Nội bỗng giật mình, nội đã nhận ra kẻ đang bị hổ đuổi kia là tên phiền lò đĩa, ác nhất, tham nhất mường vạt này. Bố nội đã vì làm kiệt sức mà cục chết khi đi làm nương cho nhà hắn. Bây giờ thì mỗi năm, nội và các thanh niên bạn lại thay nhau đi làm cho nhà phìa. Làm xong nương, xong ruộng, cho phìa thì lại về làm cho tạo bản. Nương nhà phìa ngựa chạy một ngày chưa thấy cái cột đỏ. Ruộng nhà tạo, bắn 10 mũi tên còn chưa thấy bờ xanh. Làm xong cho tạo cho phìa thì hạt ban đã mọc thành cây, không kịp ngày gieo hạt. Thế mà cứ đến mùa, bọn chúng vẫn bắt nộp tháp, nộp ngô. Không có nộp thì chúng lôi ra đánh và bắt ký giấy nợ. Phiền lò lía nó ác với dân bản thế, thì cứ để con hổ nó xé xác nó ra mà ăn thịt, cứu nó làm gì? Nội hạ cái nọ xuống, định quay đi. Nhưng rồi nội không thể quay đi con hổ đã đuổi sát sau lưng lò lía chỉ còn một cú vồ là tên phìa độc ác sẽ làm gọn trong những cái vuốt xác nhưng phìa lò lía chết thì lại có phìa khác về thay phìa khác thay cũng sẽ độc ác cũng cướp bóc dân bản như phìa lò lý thôi có khi còn ác gấp hai gấp ba lần cái nỏ lại nâng lên bật mũi tên bay vút đi, cắm ngọt, lút sâu vào đúng cái đốm đen ngay giữa chán con hổ. Tiếng gầm rung cả cánh rừng, vọng mãi vào trong hang đá. Nhà lò lý hôm nay làm cúng to để gọi cái vía về cho phìa. Cái vía tốt của phìa đã bị con hổ làm cho sợ quá, đi ra khỏi xác rồi. Bây giờ vía đang lạc ở trong rừng Nên từ hôm thoát chết Lò lía cứ lơ ngơ như người say thuốc phiện Nội có công cứu phìa nên cũng được gọi đến Nội không muốn đến nhưng vẫn phải đến Nhà phìa cho gọi mà không đến Thì không chỉ nội gặp họa mà cả bản cũng sẽ vạn lây Đi đến nhà phìa ăn cỗ mà lòng nội cứ buồn như tiếng cú kêu trong đêm mưa phùn. Mới sáng sớm, tạo các bạn đã góp nhau đem đến một con trâu đen, một con bò vàng, một con chó đốm bốn chân, một con dê trắng và bảy bát bạc đầy để mo làm cúng. Ông mo giỏi nhất được mời từ tận châu phù Yên về. Ông mo bói trứng rồi chỉ lên ngọn núi cần lai nẻ cao vút nơi có đám mây đen như cột thuốc viện khổng lồ bảo cái đám mây kia là vía của phía đấy phải gọi nó về ngay không con ma núi nó lấy mất thì phía chỉ sống được có bảy ngày nữa Thầy mo đọc bảy bài cúng gọi vía đàn ông có bài dài lê thê như cơn mưa rầm mùa ngô lên bác có bài ngắn cụt như cái cột chính của nhà nghèo cứ hết một bài thầy mo lại cầm chiếc dùi bằng bạc gõ lên đúng cái chuông một tiếng to rất nhẹ lời cúng quyện vào tiếng chuông nghe âm u lành lành gần trưa thì bài cúng gọi vía cũng xong cái bát đựng tiết của những con vật đem thịt cũng đã chuẩn bị sẵn Thầy Mo lầm rầm đọc mấy câu Rồi đưa bát tiết cho lò lía Phìa ngửa cổ uống ực một cái Cạn hết bát tiết đầy Thầy Mo lấy bảy đồng bạc từ bảy bát bạc Xếp tròn vào cái Mo nang Rồi đặt lên đầu phìa Để giữ cho cái phía phìa không bỏ đi nữa Đám mây đen trên đỉnh núi cũng tan từ bao giờ Phìa lò lía lại hồng hào như trước Bây giờ lò nía mới nhớ tới nội, phía gọi nội đến. Mày có công bắt hồ cứu ta, từ mai ta sẽ cho mày làm tạo bản nà kết, thay lão tạo bản lò luống giả yếu, chậm chạp. Nếu biết làm tốt, biết đến nhà ta nhiều, thì ta cho làm mãi. Được làm tạo rồi mày sẽ nhanh có cái nhà to, có bạc nhiều. Nội ngơ ngác cứ tưởng phìa đĩa nói đùa nhưng khi thấy phìa gọi tạo các bạn đến thông báo thì nội biết phìa không đùa nội không muốn làm tạo làm tạo vừa ác vừa tham ai cũng ghét nội không muốn bị mọi người ghét không muốn bị mọi người nhìn thấy nội là như thấy con rắn độc nhưng nội nghĩ lại không phải cứ làm tạo làm phìa là phải làm ác phải tham ác, tham hay không là do mình chứ. Làm tạo mà tốt, biết thương, biết lo cho dân bản thì sẽ được dân bản quý thôi. Bây giờ thì nội chính thức trở thành tạo bản nà kết. Nội là tạo trẻ nhất trong các tạo thuộc mường phiền lý cai quản. Cả bản ai cũng ngạc nhiên, bất ngờ. Ố, cách thằng nội hiền lành và tốt bụng nhất bạn được làm tạo bản mình à lên làm tạo rồi không biết nó có ác có tham như tạo lỏ luống không nội cho họp bàn ngay tối hôm ấy lần đầu đứng trước cả bản để nói nội cứ thấy run thế nào ấy nhưng rồi nội cũng lấy được bình tĩnh cũng là người bản mình thôi mà có ai lạ đâu mà phải run phải ngại Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh Nội bảo Người sinh môn ta từ xưa đến nay Chỉ biết làm cuông, làm nhớp Chỉ biết lấy cái sức của mình để làm giàu Làm sướng cho phìa, cho tạo Cái phong tục của dân tộc mình thì cũng bị bắt bỏ Cúng hồn cho người chết Cũng không được đọc bài mo thế thì người chết làm sao mà đi theo lời cúng để đi đến được cái mỏ tiền mọc ba phía mỏ voi mọc ba ngà mỏ rồng có chín trăm đuôi mà về mường trời với ông bà tổ tiên đám cưới không theo tục lệ của ta thì ma nhà sao nhận được mặt con dâu con rể nay tôi được cho làm tạo bản mình rồi từ giờ tôi cho cả bản quay lại với phong tục của dân tộc mình. Những bài cúng, những tục lệ trước đây ta làm theo phìa, tạo, giờ phải bỏ hết đi. Người già còn nhớ những bài cúng, những tục lệ của dân tộc mình thì truyền lại cho mọi người trong bản để biết làm theo. Cái ông bà để lại cho ta thì ta phải giữ lấy. Từ nay đến mùa trồng ngô trên đương mùa cấy lúa dưới ruộng, mọi người cứ ở nhà mà làm nương, làm ruộng nhà mình, không ai phải đi làm cho phìa, cho tạo nữa. Săn được con thú thì để anh em họ hàng cùng ăn, cũng không phải đem chia cái ngon cho ai cả. Cụ lấy dài nhất bản nà kết, năm nay cụ đã hơn trăm tuổi, tóc trắng như vệt xương trên đỉnh núi cơi bòn buổi sớm. Cụ sống ở đây từ khi bản mới lập, chỉ có ba bốn nóc nhà tuy tai cụ đã ngẫy ngãng nhưng cụ vẫn nghe được từng lời nội nói nhìn mọi người reo vui cụ chỉ im lặng lắc đầu tan cuộc họp đợi mọi người về hết cụ đi đến gần nội nội à ta hiểu cái nghĩ tốt của cháu ta cũng vui vì lần đầu tiên người của bạn được lên làm quan bạn sau này chết đi về với tổ tiên, ta có cái chuyện vui để kể cho ông bà nghe rồi. Ta thấy cháu cho người trong bản được học, được làm lại những cái phong tục của dân tộc mình đã bị bỏ mất, thế là đúng lắm. Ngày trước ta là thầy mo nên vẫn thuộc hết những bài cúng của dân tộc mình đấy. Những tục đi ở rẻ, tục cưới tục đặt tên chung cho vợ chồng tục cà xôi và nhiều tục khác nữa ta sẽ giải lại hết cho người trong bản biết để mà làm theo nhưng cháu cho bỏ hết cả những luật phìa tạo quy định từ xưa không cống nộp không đi làm việc cho nhà phìa nhà tạo thì khác gì mày đi sờ rái con hổ đi cầm chân con gấu cháu làm tạo bản rồi bỏ cái lệ phục vụ tạo thì người bàn ta đã đỡ khổ đi nhiều nhưng không bỏ được lệ nộp bạc nộp tháp và làm việc cho nhà phìa nhà á nha hàng năm được đâu làm thế thì cả cháu cả người bạn ta sẽ gặp họa đấy nghe cụ lấy nói nội thấy đúng quá nhưng nội đã chót nói với mọi người rồi Giờ không muốn nói lại lời hai Thôi thì cứ để một vài tháng xem thế nào Nếu phía trách phạt thì nội lại tính Lọ luống bụng tức như cầm cái que mục đập vào hòn đá to Đang làm tạo, được ăn sung mặc dướng Có kẻ hầu người hạ Người trong bản thấy tạo thì sợ như con gà rừng thấy con cáo Không dám ngẩng mặt lên nhìn thế mà chỉ vì cái thằng nội đáng ghét mà lão bị mất chức quan tạo bị mọi người khinh ghét cứ gặp lão ở đâu là chửi là mắng lò luống thấy vừa nhục vừa tức chẳng dám ra khỏi nhà không thể sống khổ như con lươn ở trong ruộng bùn thế này mãi được phải tìm cách đòi lại chức tạo từ tay thằng nội thôi lò luống nghĩ mãi hắn bỗng nhớ tới hai quả lựu đạn nhìn như hai quả dứa rừng khô hắn cướp được của bộ đội việt minh giờ vẫn giấu kỹ trên hang đá sau nhà phi lò lía trồn phát dậy cái tàu thuốc viện đang nhồi sợ còn chưa kịp hút rơi lăn lóc trên sàn gỗ thấy máu trong người như bị đun sôi lên đôi mắt phìa trợn tròn lồi da trắng ẩn như hai quả trứng chim lùi luộc chín bắp vỏ. Hắn trồm tới sát lò luống, gầm lên. Nói cái gì hả lão luống già, thằng nội nó dám cho bà nó bỏ hết đi cái lệ của mường ta à. Từ nay không cống nộp, không đi làm ruộng, làm nương cho phiền nữa à. Nó lại còn theo Việt Minh, giấu cả lựu đạn nhà để âm mưu giết ta nữa à gan nó to bằng cái lá giấy mọc ở đất tốt rồi. Nhờ lò luống chỉ điểm mà chỉ lúc sau, bọn người nhà phía đã tìm thấy hai quả lựu đạn giấu dưới hòn đá kê cột nhà. Nội bị trói vào gốc cây bưởi đầy gai ngay ngoài cổng. Đống củi nội lấy về để sửa cho mẹ lúc rét. Giờ bị mấy thằng người hầu nhà phìa to khỏe như con gấu, lấy ra vụt tới tấp vào đầu, vào chân, vào tay nội. Bà Phóng đang ốm nặng trong nhà, cũng cố bỏ dậy, lập cập lần cầu thang bước xuống quỷ lại van xin phìa tha cho con trai. Lò lý không thèm nói một lời, giơ chân đạp bà ngã rúi và bờ rào, khiến bà không dậy nổi. Những người trong bàn đứng ngoài nhìn thương lắm, mà không ai dám vào đỡ bà dậy Chỉ biết chảy nước mắt mà quay đi Bây giờ thì nội đổ gục xuống Không còn sức để mà kêu nữa Áo quần rách tước như tàu lá chuối bị gió quật Máu chảy đầm đìa Phía lò lý túm cánh tay phải của nội Tì vào góc cây Lấy con dao đeo bên hông Chặt phăng ngón tay cái của nội Gầm gừ đấy là tao mới chỉ mày cái tội dám xui người bàn mày bỏ đi cái lẻ mường còn tội mày theo việt minh giống lựu đạn âm mưu giết tao thì phải phản vạ một thúng bạc đầy nếu không có đủ thúng bạc thì tao đem mày lên quan á nha lên quan thì mày được thành ma không có đầu ở cổ về mường trời không ai nhận ra mày nữa đâu cái thúng to như cái cối xã gạo ngoài cọn nước được đặt ra trước sân. Bà Phóng cố lấy chút sức còn lại, vừa bò vừa lết lên nhà. Số bạc bà dành dụ bao nhiêu năm chưa đầy một bát. Bát bạc đổ vào cái thúng còn chưa kín được hết đáy. Dô A, à, không có đủ bạc nộp phạt thì thằng nội bị đưa lên quan á nha lên á nha thì chỉ có chết chết còn không được đem chôn còn bị vứt ra rừng cho con hổ ăn thịt thế thì khổ cho nó quá người sinh môn ta từ đời xưa tới nay có gạo thì cùng nhau nấu cơm hổ đến nhà ai thì cùng nhau đánh đuổi phải cứu thằng nội thôi cụ lấn run run quay sang bảo mọi người cả bản giờ mới nhớ ra tất tả chạy về có bao nhiêu bạc trong nhà có bao nhiêu bạc chôn dưới đất vội lấy hết đem đến đổ vào cái thúng cái thúng cứ đầy dần lên loàng xoàng cái thúng đầy đến miệng thì nội được thả ra phía lò lía sai người đổ bạc vào cái bao đặt lên yên ngựa phía gọi lò luống lại ông có công bắt được tội thằng nội ta lại cho ông làm tạo bản nà kết. Thằng nội từ nay, ta giao cho ông quản lý nó. Nếu nó vẫn làm chuyện bậy, thì ông cũng bị vạn lây đấy, nghe chưa? Đợi phiền lọ lý về, rồi cả bản mới dám vào đỡ nội lên nhà. Nội nằm liệt trên giường không nhúc nhích nổi chân tay, thấy xương trong người như bị nghiền vụn nát. Cụ lấy phân công mỗi nhà một ngày thay nhau đem gạo, đi săn lấy thịt về nấu cháo cho mẹ con nội. Cụ lấy thì tự mình vào lấy cây thuốc tốt trong rừng, về vừa đáp vào vết thương vừa cho nội uống. Nửa tháng sau thì nội lại vác nọ vào rừng săn bắn như bình thường. Tạo lò luống, giờ thủ nội còn hơn cái đồi cỏ xanh thủ ngọn lửa làm sao không thù được khi mà chỉ vì nội mà lão mất cái chức tạo hơn một tháng trời hơn một tháng lão khổ hơn cả cái áo rách bị vứt dưới gầm sàn vì thế để làm với cái tức trong người cứ một tuần lão lại kiếm cớ đến nhà nội để phá phách nội có cãi thì lão vu cho tội chống lại quan tạo cho người nôi nọ ra trói vào gốc cây bưởi nhiều gai mà đánh. Nội có đào được cổ mài, săn được con thú, chưa kịp đem về nhà đã bị tạo chặn cướp giữa đường. Xót nhất là cái nương ngô, cả năm đi sớm về tối để phát cây, cuốc đất trồng ngô. Thế mà khi bắp ngô còn chưa kịp thâm hết dâu, tạo luống đã sai người đến chặt hết, đem về cho ngựa, cho trâu ăn. Mẹ nội ốm ngày càng nặng, chẳng có cơm ăn. Thỉnh thoảng lại chứng kiến cảnh con trai bị người nhà tạo lô xa đánh bầm dập cả người. Bà lo nghĩ nhiều còn hơn gió núi ngày mưa. Một thời gian sau thì bà qua đời. Ba ngày không ăn uống gì, chỉ ngồi khắp bên cái nhà mồ lập xanh của mẹ. Nội nghĩ nhiều lắm, nếu vẫn ở đây thì không chết vì đói, cũng chết vì phìa tạo thôi. Nói nghe nói ở bản chạm nằm là đít. Bên kia núi, nhiều thanh niên không chịu nổi cái khổ, đã chặn đánh cho tạo bản một trận, rồi bỏ đi theo bộ đội. Đêm đó, đợi con hoãn trên núi cơn lay nẹ kêu to, ác to, ác ba tiếng, nội lặng lẽ trốn khỏi bản. Ông nội cứ chằn chọc mãi Không sao ngủ được Ngoài trời đang lích dích mưa Cơn mưa cuối mùa hạ không to Cũng không nhỏ Không ảo ạt Cũng không lây phây Như người rát nám cám xuống ao cho cá Mưa cứ đều đều rung rút Như tiếng gió thở ngoài nước ngô khô Những chiều cuối đông Thỉnh thoảng một giọt lách qua cái khe ngói vỡ lọt vào rơi tong tong lên cái chiêng đồng treo ở cái cổ to giữa nhà. Tiếng chiêng trong đêm nghe buồn và âm u như tiếng chiêng trong bài cúng gọi vía cho phìa lò lý năm nào. Nhớ tới tiếng chiêng năm ấy lại thấy ngón tay cụt nhoi nhói buốt ở trong xương. Đã mấy chục năm trôi qua rồi, nhưng làm sao ông quên được con người ấy nhìn lão ta hôm nay già yếu hom hem cúm rúm nhìn vừa hèn vừa tội chẳng còn một nét gì của tên phiền lò lía độc ác ngày xưa nhưng dù có thay đổi ông vẫn nhận ra ngay từ lúc lão ta từ ngoài cổng vào với cái kiểu đi khuỳnh khuỳnh khạc ạ hai chân cứ như bị con ong đất đốt vào chỗ kín mối thù giữa ông và phiền lò lía nó như những rễ cây si Bám sâu vào trong từng múi đá Sao mà gỡ đi cho được Lúc nhìn thấy lão ta Ông nội chỉ muốn lao xuống Túm cổ mà đuổi thằng cổ ra khỏi nhà Nhưng rồi ông lại thương cái thèm Sợ làm thế Nó sẽ khó xử Phải cố gắng để nuốt cái tức vào trong bụng Thấy khó như nuốt con sâu gió vậy còn khó hơn khi phải tươi cười bắt tay lão ta bữa cơm rộn ràng tươi vui nhưng không giấu được sự gượng gạo và nhạt thách như vệt khói ngoài mưa chén rượu nấu từ mầm tháp hôm nay sao cứ đắng ngắt men rượu không làm đỏ mặt như mọi lần càng uống càng chỉ thấy mặt thêm tái đi nhìn lão ta cứ run run khum khúm Ông nội vừa thấy khinh Lại vừa có gì đó như là thương hại Nhưng sự thương hại chỉ thoáng qua Như làn sương mỏng buổi sớm Nó không đủ để che đi được hết cái hận thù Sau ngày giải phóng Dù không còn người thân Ông vẫn về thăm bản cũ Không gặp lại lò lía Nhưng nghe nhiều người kể Giờ lão ta còn khổ hơn con lợn Chỉ có ba chân đi đến đâu cũng bị ghẻ lạnh xua đuổi cái ác của lão gây ra cho mọi người ngày trước còn lớn hơn ngọn núi dù hùa giờ lão đã cố gắng làm nhiều việc tốt để chuộc lỗi nhưng sự ghẻ lạnh xa lánh của mọi người cũng chỉ nhạt đi dần như bát nước chàm đổ vào cái ao rộng làm sao mà quên hết được Ông nội cũng chưa bao giờ quên đi cái thù. Thế mà không ngờ sau bao nhiêu năm, ông lại gặp kẻ thù của mình trong một tình huống oái oăm như thế này. Ông phải làm thế nào bây giờ? Không cho thằng Bình và cái thèn lấy nhau thì khổ cả hai đứa nó. Nhìn chúng cứ quấn quýt như đôi cá hà gầy mùa đẻ trứng, ông không nỡ cảm. Vợ chồng ông đã phải khổ hết một đời vì bị cấm không được lấy nhau, nên ông hiểu lắm. Ông chưa một ngày được đi ở xẻ, chưa nằm quảng một lần. Bà thím vợ ông đến lúc chết vì bệnh cũng chưa được một lần được làm cái lễ cà xôi để công nhận là gái đã có chồng. Cũng chỉ vì ông quá nghèo lại không còn mẹ còn cha ông không muốn thằng bình cái thèn cũng khổ như vợ chồng ông ngày trước nhưng giờ phải tươi cười với kẻ thù phải uống với nhau chén rượu bên góc thờ ma thì ông sợ không làm được ngoài trời vẫn cứ mưa lích xích, mưa thế này đàn cá sẽ đi ăn đêm đông hơn tay lưới ông thả ngoài suối tóc chiều qua chắc được nhiều cá lắm Ông cố hướng suy nghĩ về cái lưới ngoài suối Để cố quên đi cái tức cứ lúc rút ở trong người Rừng xa, con gà rừng đã te te gái sáng Tiếng gà rừng cũng ướt đẫm mưa đêm Cơn mưa không to nhưng kéo dài dạ dích cả đêm Khiến con suối nước dâng cao đến gần gốc cây sung già nua khỏng khảnh Tiếng nước chảy buổi sớm qua những cái thác nhỏ ầm ầm reo vui. Hòn đá to bên gốc sung, mỗi chiều ông vẫn ra ngồi câu, chỉ qua một đêm mưa, nước suối đã làm trôi đi hết những mảng rêu đen xỉn như cái lá chuối hơ trên ngọn lửa. Hòn đá giờ sạch và nhẵn bóng, để lộ ra cả những đường vân đỏ hồng uốn lượn. Nếu không bị những bàn rêu bám vào Thì nó sẽ không bẩn và trơn Những buổi ra ngồi câu Ông không lo bị trượt ngã Khi bước lên Cũng không phải bẻ tàu lá chuối Lót lên ngồi Ông nội đứng nhìn mãi hòn đá Rồi lại nhìn dòng nước Đang chảy quanh đó Tần ngần Tháo đầu chốt cái chốt Cắm sâu dưới chân hòn đá Ông kéo dần tay lưới về phía bờ. Tiếng cá dãy lùng dùng dưới nước. Cánh tay ông cứ rung rung, rung rằng thật là thích. Mẹ lưới hôm nay được nhiều cá to. Cái ép ông đem theo đựng còn không hết. Phải thả bớt đi những con nhỏ. Cá suối mùa này béo và nhiều thịt. Là món gọi trộn nước mang chua thì ngọt và giòn phải biết. Ông nghĩ thế và đeo ép cá đầy nạt mau mãi ra về. Trên đường từ suối về nhà, ông vẫn cứ vẩn vơ nghĩ về hòn đá bên góc sung, lại nghĩ tới cái thèn thẳng bình. Chúng nó thương nhau như thế mà không cho nó thành vợ thành chồng thì cả đời lại chỉ nghĩ về nhau. Nghĩ về nhau mà không được ở gần nhau thì khác gì đôi chim mùa gọi đôi lại bị nhốt riêng ở hai cái lồng vẫn còn chưa bỏ được hết cái thủ cái tức nhưng lòng thương con gái ngày càng lớn hơn đã đi một đoạn rất xa bất chợt ông quay lại nhìn rất lâu hòn đá hay chuyện xưa nó cũng như cái con dao gì rồi để cho nó chôn đi như vạt dây ngoài suối